Xin chào các bạn đã quay trở lại với TechMag Việt Nam. Và mình biết là bây giờ thì Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra đang rất là hot. Mình cũng đã có hẳn hộp của hai con này và hàng chính hãng hẳn hoi nhé, bản thương mại. Trải nghiệm nhanh cùng với mình, bắt đầu với Note 20 ở video này nha. Ok, mình là Hoàng, đây là TechMag Việt Nam. Vào video. Và đây là con Note 20 phiên bản màu xanh, nhân vật chính của cộng đồng mạng một vài ngày gần đây về những cái sự cắt giảm của nó với mức giá khoảng 1.000 đô và ở Việt Nam là tầm 25 triệu đồng. Đây nhá, đó, mình sẽ để vào một bên này. Tiếp theo để xem trong này có phụ kiện gì, cũng là một cái thứ được bàn tán tương đối nhiều nữa là tốc độ sạc nhanh tối đa của nó sẽ là 25W và C2C nhé, đấy, đầu ra là C. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có gì đây, tất nhiên cũng sẽ có dây C và tai nghe nữa, đúng không? Cảm nhận đầu tiên của mình ấy, nó như kiểu không phải Note vậy. Nó giống cái bản Lite bởi vì phía sau ấy lại bằng nhựa, mà phía trước ấy thì nó lại là phẳng. Thực ra thì nếu như bỏ qua về cái phần phàn nàn và chất liệu thì máy vẫn hoàn toàn đạt được cái mức độ hoàn thiện ở mức cao cấp. Vẫn có tiêu chuẩn là IP68. Cái mặt lưng nhựa này nhám này sờ tương đối là sướng, nhưng mà vẫn bám mồ hôi dấu vân tay nhá. Đây này, đó. Về form thiết kế thì nó kiểu mềm mềm, nó kiểu hơi bo bo, và mình nghĩ rằng sẽ phù hợp hơn khi mà kết hợp với cả cái màu xanh này nữa ấy, thì nó sẽ phù hợp hơn với cả những cái đối tượng là nữ nữa. Năm ngoái thì cũng đã có những màu sắc cho các bạn nữ rồi, nhưng mà năm nay với cái thiết kế bo tròn kiểu này và thêm cái màu này nữa thì mình nghĩ rằng là đã đủ cái sức hút cho những bạn nữ rồi. Tuy nhiên cái phần chất liệu thì mình vẫn chưa thể nào mà hài lòng được với một sản phẩm có mức giá 24-25 triệu đồng như này. Sẽ tương đối đầm. Còn phía dưới thì đây này, cũng sẽ có loa kép ở phía trên, phía dưới nhá. S Pen thì chuyển từ cạnh phải qua cạnh trái, có Type-C và cũng không có jack 3.5. Đó, nút nguồn thì sẽ ở bên cạnh phải cũng như là nút tăng giảm âm lượng. Phía trên sẽ là khe SIM. Đó, cạnh trái không có gì hết. Cái cụm camera này thì đã cân đối hơn so với S20 Plus và Ultra thôi, chứ nó vẫn kiểu hơi to ấy. Cái mặt trước này thì nói thật nha, mình vẫn kiểu hơi hụt hẫng bởi vì không quen. Mình vốn dĩ vẫn cứ mặc định là Note thì nó phải là cong tràn hai bên, nó phải thác nước, nó phải như vậy thì mới đúng là Note. Nhưng mà bây giờ thì màn hình phẳng 6,7 inch Full HD Plus và tần số quét 60Hz thì qua những trải nghiệm vuốt chạm ban đầu của mình, tất nhiên rồi nó vẫn mượt, nhưng mà so với màn 120Hz thì rõ ràng đó là một cái sự cắt giảm. Mình chê bởi vì nó kẹp giữa cái dòng S mới nhất và dòng Note liền kề ấy, thì thông số quá là khủng, trong khi con này thì nó lại cứ bị cảm giác nó bị ghẻ lạnh và hơi bị đối xử, phân biệt đối xử một chút xíu. Chứ màn thì vẫn đẹp, vẫn trong, vẫn rất đã và vẫn rất là Samsung. Đây thì sẽ là một con máy lại có chip Exynos 990 với RAM 8GB và ROM là 256GB. Với cấu hình này chắc chắn rồi, qua những trải nghiệm ban đầu thì nó rất là mượt, nó rất là đã. Nhưng mà để mà chơi game và so sánh với những con chip đến từ Apple A hay là Qualcomm thì có lẽ là cần thêm những cái trải nghiệm và những bài đánh giá sâu hơn nữa. Không biết là nó sẽ có cải thiện hơn gì không so với cái đời S20 series. Về camera thì phía trước chúng ta sẽ có một cái nốt ruồi về độ phân giải là 10MP. Còn phía sau đi thì sẽ có cụm 3 camera như mình đã có nói lúc nãy. Thì đây sẽ có độ phân giải camera chính lần lượt là 12MP, 64MP, tele 3x và một camera góc rộng nữa là 12MP. Cái khả năng zoom của nó tối đa ấy, thì sẽ cho khả năng zoom là 30x nhá. Đây, 30x. Trong khi đó về quay video đây, năm nay thì họ sẽ nhấn mạnh về video. Đây, video chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ có tính năng đây, điều chỉnh những cái thông số liên quan tới video. Về EV, về lấy nét, về độ K, được chưa? Đó, về khẩu độ, ISO mọi thứ, cũng như là khả năng thu âm. Cái này là một trong những smartphone đầu tiên trên thế giới có cái này này. Có khả năng thu âm thanh theo như gọi là lấy mic ở phía trước, lấy mic ở phía sau và cả Omi nữa, tức là thu âm đồng đều từ mọi hướng, cũng như là có hai cái tùy chọn về USB và Bluetooth cho khả năng cái thu âm đây, và tăng điều chỉnh cả decibel nữa các bạn nhé. Một chút xíu nữa, lúc nãy mình quên nói là nó sẽ có bổ trong UFS 3.1 mới. Phiên bản trước thì sẽ là khoảng 3.0. À, về bút S Pen. Đây, bút S Pen thì nó đã đổi từ cạnh phải qua cạnh trái, nhưng mà cơ bản là mình vẫn cảm giác nó hơi nhỏ và cái khả năng viết thì tất nhiên nó đã có giảm cái độ delay xuống là 26 ms. Mình sẽ thử viết xem nhé. Tech Mark. Đó, nó vẫn hơi có delay nhẹ, mình vẫn có cảm nhận được nhá. Còn nó hơi nhỏ, mình thích cái bút nó lớn hơn
để cầm nó thật hơn. Cũng như là có những thao tác không chạm này. Rồi mình sẽ trải nghiệm nhiều xem và chia sẻ các bạn trong những video sau. Năm nay thì Samsung cũng sẽ có thêm tính năng kết nối với máy tính không dây, không cần có dây nhựa gì hết. Còn về pin thì nó sẽ có dung lượng là 4300 mAh và sạc tốc độ tối đa sẽ là 25W như mình nói lúc nãy. Trong khi đó, thế hệ trước Note và S mới nhất và Note liền kề thì sẽ có tốc độ sạc 45W, thì chưa rõ là tại sao lại như thế ha. Đó là những cảm nhận nhanh của mình. Các bạn nghĩ sao về Galaxy Note 20? Đừng quên là comment phía bên dưới. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mở hộp con Galaxy Note 20 Ultra để lên video cho các bạn. Ok, cảm ơn rất là nhiều đã xem video và hẹn gặp lại trong video tiếp theo về Note 20. Mình là Hoàng, đây là Tech Bang Việt Nam. Và tạm biệt.